Người tí hon có thật. Thật khó tin nếu một ngày có người nói với bạn rằng người tí hon là có tồn tại. Tuy nhiên, những phát hiện mới đây về người tí hon sẽ cho bạn cái nhìn khác. Năm 2004, các hóa thạch của người tí hon được tìm thấy ở quần đảo Flores của Indonesia. Người tí hon có tên là người Homo, có chiều cao chưa đầy 1 mét. Tờ tạp chí Nature còn cho hay rằng đã tìm thấy xương của một vài người Homo. Điều này cho thấy đó là một quần thể xã hội người tí hon, chứ không phải là một trường hợp đột biến nào đó. Hiện nay, các bằng chứng cho thấy sự tồn tại của người tí hon ngày càng nhiều. Sự hiện diện của người tí hon giờ đây đã không còn là lời đồn đoán hay tưởng tượng. Truyền thuyết và hóa thạch người tí hon. Đã có rất nhiều những truyền thuyết miêu tả về người tí hon. Người da đỏ bản xứ Cherokee nước Mỹ mô tả người tí hon Yunwi Sandy thường rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác và cao chưa đến đầu gối người bình thường. Người Hawaii bản địa nhắc đến người Menehune, một chủng tộc lớn người tí hon đã xây dựng nên các thành phố, đánh bắt cá và xây dựng trang trại. Người bản xứ nói tiếng Shoshone ở tiểu bang Wyoming cũng nói đến người tí hon Nainambi theo tiếng địa phương, thường rất sợ sự xúc phạm. Bởi vậy họ nổi tiếng với việc sẵn sàng dùng tên bắn vào người khác nếu bị xúc phạm. Năm 1932, một hóa thạch được tìm thấy ở vùng núi Pedro, gần nơi người Shoshone sinh sống. Hóa thạch này đã được Bộ phận Nhân chủng học của Đại học Harvard kiểm tra và hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Mỹ. Nghiên cứu đã cho thấy đây là một người đàn ông 65 tuổi, mặc dù chỉ cao 0,3 mét. Hóa thạch đã biến mất sau khi một trong những người sở hữu hóa thạch này qua đời. Những người dân bản địa khác ở vùng núi Pedro cũng kể những câu chuyện về việc tìm thấy những hóa thạch người tí hon tương tự được ghi chép trong những cuốn sách về văn hóa dân gian địa phương. Một sinh vật tí hon được gọi là Atacama Humanoid, biệt danh là Arthur, dài khoảng 15 cm, có hình dạng giống người. Sau khi tìm thấy mẫu hóa thạch này, nhiều nhà khoa học cho rằng nó thuộc về một người ngoài hành tinh hay một chú khỉ. Mẫu vật này được lưu giữ tại Học viện Điều tra và Nghiên cứu Hiện tượng Ngoài Trái Đất tại Tây Ban Nha. Tháng 9 năm 2012, để tiến hành một số nghiên cứu, giáo sư Gary Nolan, trưởng khoa sinh vật học tế bào gốc thuộc Đại học East Stanford, California, cùng đội của mình đã đến Tây Ban Nha. Sau quá trình kiểm nghiệm bằng phương pháp hiện đại, giáo sư Nolan cho biết Arthur không phải là một chú khỉ. Nó là con người, thậm chí gần hơn cả loài vượn. Ông giải thích đột biến thú vị này là con người có giới tính nam, sống sót sau khi sinh từ 6 đến 8 năm. Thậm chí khi sống nó đã thở, ăn uống và chuyển hóa như con người. Bắt gặp người tí hon. Stephen Wagner đã điều tra những điều huyền bí trong 30 năm qua và đã viết nhiều cuốn sách về chủ đề này. Trong đó có cuốn sách với tựa đề Tiếp cận với điều huyền bí, chuyện có thật của những người bình thường và những trải nghiệm lạ lùng. Trong một bài báo trên trang About.com, ông kể nhiều trường hợp về các cuộc chạm trán với yêu tình, trong đó có câu chuyện về anh chàng Paul ở Nam Phi. Năm 1986, Paul đã du lịch gần khu bảo tồn thiên nhiên rừng ngập mặn với một nhóm bạn bè. Vào khoảng 6 giờ chiều, họ tình cờ phát hiện ra một không gian rộng lớn sau những khối đá. Paul nói với Wagner, chúng tôi nhìn quanh và tận mắt nhìn thấy những người tí hon ngồi trên những tảng đá phát sáng và có những người đang trò chuyện với nhau. Những hình ảnh đó chỉ kéo dài trong khoảng 10 giây và anh ước tính có khoảng 20 đến 30 người tí hon. Giật mình, Paul và nhóm bạn đã nhanh chóng trở lại ô tô. Tuy nhiên, khi họ quay lại đúng vị trí cũ và nhận thấy là những tia sáng và những phiến đá cùng với những người tí hon đã biến mất. Một câu chuyện khác xảy ra ở vùng Greenbelt, bang Pennsylvania. Một phụ nữ tên là Katie đang tản bộ trong rừng lúc hoàng hôn. Rồi quanh cô có gì đó bất thường, thoắt ẩn thoắt hiện. Cúi người xuống,
cô chạm mặt với một người tí hon. Nó đang nhìn trộm cô sau một gốc cây. Katie mô tả nó là một loại người tí hon đặc trưng với đôi tai dài nhọn, mũi dài ngộ nghĩnh, ngón tay dài và móng tay nhọn. Nó mặc bộ quần áo màu đỏ, đội mũ và làn da có màu tím nhạt. Khi cô biểu lộ sự kinh ngạc, người tí hon giật mình và biến mất. Phát hiện người tí hon ở Iceland. Năm 1996, Iceland thất bại một cách kỳ lạ trong nỗ lực san bằng một quả đồi ở Kubbervoga. Quả đồi này được dự tính san bằng để làm nghĩa trang, nhưng nơi đây được cho là đã bị người tí hon chiếm giữ. Trong suốt quá trình làm việc, hai máy săn lấp đã bị trục trặc một cách kỳ lạ. Máy quay của đài truyền hình cũng gặp sự cố, không thể quay được quả đồi. Những người có khả năng giao tiếp với người tí hon được triệu tập để thỏa thuận với người tí hon. Có vẻ như đã đạt được thỏa thuận, những người tí hon quyết định rời đi. Người truyền tin cho biết và máy móc bắt đầu hoạt động trở lại. Hildu Hakonadoner, một người có thể giao tiếp với người tí hon, phát biểu trên tờ New York Times năm 2005 rằng: "Con gái tôi đã từng hỏi tôi, làm thế nào mà mẹ biết được nơi người tí hon sinh sống? Tôi đã nói với con gái, như bạn biết rồi đấy, đó là linh cảm." Vigdis Kristin Steinthorsdóttir, một người Iceland khác, đã nêu lên ý kiến tương tự vào năm 2011 khi hoạt động khai thác mỏ gần nhà bà bị cho là bị người tí hon phá hoại. Bà phát biểu trên Iceland Review: "Trước kia tôi đã ở đây, trong núi, cùng với những người khác. Họ cảm nhận được rằng thiên nhiên không tha thứ cho những hành động gây xáo trộn mặt đất và họ đã không bị yêu cầu phải chuyển đi chỗ khác. Chúng tôi cảm nhận được là họ buồn về điều đó. Tôi muốn chúng ta phải xin lỗi." 4. Khu mộ người tí hon. Tạp chí khoa học Journal của Mỹ đã công bố một bài viết vào năm 1837 về một phát hiện kỳ lạ ở quận Cosatin, bang Ohio. Từ một số mảnh gỗ còn sót lại xung quanh những bộ xương, có thể thấy các thi hài dường như được đặt vào quan tài, và điều đáng chú ý hơn là các thi hài được chôn sâu không quá 0,9m đến 1,4m. Có rất nhiều thi hài như thế. Đây chắc hẳn phải là cư dân của một thành phố lớn, hoặc có thể số lượng những người này không nhiều. Những ngôi mộ đã bị mở ra, những thi thể ở trong đó, tất cả đều thuộc chủng tộc người tí hon. Những khu mộ tương tự cũng được tìm thấy ở Tennessee và gần St. Louis, bang Missouri. Phát hiện xác ướp người tí hon. Othersis là vùng đồi nằm phía đông lâu đài Edinburgh thuộc thành phố Edinburgh, Scotland. Đây là một trong những địa danh huyền thoại của Vương quốc Anh, nơi được cho là vị trí của lâu đài truyền thuyết Camelot thuộc sở hữu của vua Arthur nổi danh. Năm 1836, một trong những phát hiện chấn động thế giới phương Tây đã xảy ra tại đây. Tờ London Times số ra ngày 20 tháng 7 năm ấy đã mô tả một sự kiện kỳ lạ như sau. Có 5 cậu bé trong khi săn thỏ rừng ở Othersis đã phát hiện một vách đá kỳ lạ. Ma xui quỷ khiến thế nào, họ đi vào một hang nhỏ ở đó và tìm ra 17 xác ướp tí hon. Mỗi xác ướp chỉ dài từ 3 đến 4 inches, khoảng 10cm. 5 cậu bé hoàn toàn sửng sốt, kinh ngạc, khác hoàn toàn với quan niệm thông thường về những xác ướp to lớn. Quấn băng trắng, những xác ướp ở Othersis có kích thước rất nhỏ. Chính xác hơn, đó là 17 xác ướp hình nộm gỗ với 17 chiếc quan tài tương ứng. Mỗi hình nộm đều có phục trang tỉ mỉ riêng biệt, y như người thật. Theo mô tả, 17 xác ướp này được xếp thành 3 hàng ngang, 2 hàng với 8 xác ướp và 1 hàng có 1 xác ướp. Đây là cấu trúc sắp xếp khó hiểu, chưa từng bắt gặp trong lịch sử trước đó. Càng ngày càng có những bằng chứng về sự hiện diện của người tí hon. Như vậy, không chỉ tồn tại người khổng lồ mà còn tồn tại cả người tí hon. Có thể nhiều chính phủ chưa thừa nhận điều này, nhưng người tí hon vẫn tồn tại. Thậm chí, họ có thể xuất hiện bên cạnh bạn trong một ngày đẹp trời nào đó.